Quán nước Lê Dương Bảo Lâm bị công an vào làm việc, bà xã khóc nức nở cầu xin khách ra về vì vỡ trận. Nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm vừa khiến cõi mạng xôn xao khi quán nước Cofin do vợ chồng anh kinh doanh buôn bán tại Đồng Nai đã bất ngờ bị công an ập vào làm việc. Đáng chú ý là khoảnh khắc bà xã Quỳnh Quỳnh phải khóc nức cầu xin khách hàng ra về. Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm thời gian gần đây luôn là gương mặt phủ sóng rộng khắp trên các chương trình truyền hình, những dự án điện ảnh, web drama đáng chú ý, có cho mình tài ăn nói hài hước, khả năng diễn xuất duyên dáng cũng khiến cho tên tuổi của anh ngày càng được khán giả yêu thích và đón nhận nhiều hơn. Lê Dương Bảo Lâm, ngoài việc hoạt động nghệ thuật, anh còn kinh doanh thêm nhiều mặt hàng bán online, đây cũng là công việc chính của Quỳnh Quỳnh, bà xã của anh. Nam diễn viên ngoài những lúc đi quay thì anh cũng dành nhiều thời gian để phụ giúp bà xã trong công việc livestream bán hàng, nhờ vào tên tuổi cùng khả năng ăn nói không ai sánh bằng. Chính vì thế mức độ ra đơn của Lê Dương Bảo Lâm trong mỗi phiên livestream đều đạt con số khủng, nhiều người còn ví von hài hước anh là ông hoàng livestream, chiến thần chốt đơn. Danh hài gốc Đồng Nai còn nổi tiếng là một nghệ sĩ đa năng, có tính cách thân thiện và không hề có khoảng cách với khán giả. Nổi lên thời gian gần đây là việc Lê Dương Bảo Lâm cùng bà xã đã quyết định mở một quán nước phục vụ cho những khách hàng, người hâm mộ của anh. Quán nước được mở bán tại quê nhà của anh có tên Cofin, cũng chính là tên con trai út của nam diễn viên. Tuy quán nước chỉ phục vụ ngoài trời, bàn ghế đơn giản với phong cách lề đường bình dân, nhưng với việc anh trực tiếp có mặt tại quán cùng bà xã phục vụ và pha trò cho khách hàng, nên vì thế lượng người đến ủng hộ quán nước Cofin của anh vô cùng đông. Nhờ sức hút của cái tên Lê Dương Bảo Lâm, nên quán nước này cũng nhanh chóng được nổi tiếng rộng rãi. Nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của Lê Dương Bảo Lâm cũng được nam diễn viên mời đến để phục vụ văn nghệ, khiến ai đến đây cũng vô cùng thích thú. Tuy nhiên, kinh doanh và hoạt động sôi nổi chưa được bao lâu thì tối ngày 24 tháng 7, người dùng mạng xã hội đã vô cùng hoang mang lo lắng, đứng ngồi không yên trước một đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip, được biết quán nước Cofin này của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã không may bị công an ập vào làm việc, đề nghị trật tự và giải tán đám đông. Được biết, nguyên nhân chính cũng bởi vì lượng khách hàng đến cùng một lúc quá đông khiến quán bị vỡ trận, gây mất trật tự cả một khu vực. Đáng chú ý trong đoạn clip là cảnh bà xã Quỳnh Quỳnh của nam diễn viên đã cầm mic và khóc nức nở, bất lực cầu xin khách hàng hãy nhanh chóng di chuyển ra về bởi quán đã không thể chứa được lượng khách quá đông đến cùng một lúc. Nói trong nước mắt, Quỳnh Quỳnh đã khẩn thiết yêu cầu: "Mọi người ơi, em nói đã hết chỗ rồi thì mọi người di chuyển dùm em đi, công an tới rồi người ta cũng chỉ la em thôi, em nói là hết bàn rồi, mọi người di chuyển dùm em đi, ngày mai có thể em không được bán ở đây nữa." Đứng cạnh cùng bà xã, Lê Dương Bảo Lâm cũng nói thêm: "Mọi người cũng biết ở đây là tụi em bán không phải vì kinh tế, thật sự chỉ là niềm vui thôi. Còn nếu em bán vé, em mời nghệ sĩ về thì đó đã là một câu chuyện khác. Ly nước chỉ 25.000 thôi, mà tình yêu thương của mọi người quá là nhiều. Bây giờ tụi em không còn được bán nữa, cho nên mọi người giúp đỡ di chuyển giúp vợ chồng em. Cảm ơn mọi người rất nhiều." Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ rộng rãi đã khiến các fan của Lê Dương Bảo Lâm vô cùng bất ngờ và lo lắng. Bên cạnh đó, netizen cũng mong muốn các khách hàng nên biết lắng nghe và thông cảm cho vợ chồng nam diễn viên, bởi việc kéo đến quá đông, hết chỗ ngồi nhưng vẫn đứng ùn ứ, gây tắc nghẽn và mất trật tự thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tình hình kinh doanh của gia đình vợ chồng nam diễn viên. Hiện sự việc trên vẫn đang gây xôn xao dư luận, nhiều lời hỏi thăm cũng được gửi đến vợ chồng nam diễn viên gốc Đồng Nai, mong mọi sự cố sớm được giải quyết để anh cùng bà xã có thể bán lại để phục vụ cho khách hàng và các fan của mình.